dược mỹ phẩm Max, khoa học cho làn da khỏe mạnh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Duyên, mình là chuyên viên marketing của thương hiệu Savamax tại Việt Nam. Như các bạn biết đó, tình hình biến đổi khí hậu cũng như là ô nhiễm hiện nay làm cho không khí ngày càng nóng hơn. Do đó mà khi mồ hôi chúng ta ra thì chúng ta không kịp thấm hút kịp thời sẽ gây ra bí bách lỗ chân lông cũng như là tích tụ vi khuẩn làm da của chúng ta sẽ yếu hơn và gây ra các bệnh lý về da như là mụn lưng, chàm da, viêm da tiếp xúc, viêm da cơ địa và các bệnh nấm về da. Nếu da chúng ta khỏe thì việc chăm sóc da sẽ trở nên dễ dàng hơn Nhưng khi mà da chúng ta yếu hoặc là nhạy cảm hoặc là da rất là nhạy cảm hoặc là có những cái bệnh lý về da thì việc chăm sóc và lựa chọn sản phẩm làm sạch da sẽ trở nên khó khăn hơn Chính vì vậy Duy muốn giới thiệu đến các bạn dòng sữa rửa mặt và tắm toàn thân Cepamec BH 5.5 dành cho da bệnh lý và da nhạy cảm Đầu tiên mình xin chia sẻ về thương hiệu Cepamec Cepamec là thương hiệu đến từ Đức và đã có uy tín thương hiệu trên 50 năm Cepamec đã có mặt trên 85 quốc gia nổi tiếng là các nước là Ấn Độ, Singapore, Hồng Kông và đặc biệt là tất cả các sản phẩm của Sebamed đều đã được chứng nhận da liễu và kiểm nghiệm lâm sàng. Sự rửa mặt và tắm toàn thân Sebamed BH 5.5 xuất xứ 100% tại Đức, tích hợp hai công dụng cho một sản phẩm, vừa là sự rửa mặt, vừa là sự tắm toàn thân, nổi bật với độ pH 5.5, giúp bảo vệ lớp màng axit tự nhiên trên da, ngoài ra còn giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên cho da nhạy cảm. Nếu độ axit quá cao hoặc quá thấp sẽ gây ra phá vỡ lớp màng axit tự nhiên trên da. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các tình trạng viêm da, bệnh lý về da, mụn lưng cũng như là vảy nến, bệnh chàm da. Da bệnh lý thường khuyến cáo là không sử dụng các sản phẩm có chứa xà phòng vì sẽ gây ra kích ứng và cũng như là phá hủy làn da. Sự rửa mặt và tắm toàn thân Salamex pH 5.5 giúp làm sạch dịu nhẹ tận sâu trong lỗ chân lông. Ngoài ra với thành phần Alatoin, Bentavitin giúp làm mềm mượt da, tăng độ căng bóng và đàn hồi cho da. Thành phần Panthenol giúp làm giảm kích ứng, phục hồi làn da mới nhanh chóng hơn, giúp làm dịu da kích ứng và da mẩn đỏ. Sự rửa mặt và tắm toàn thân Cebamec BH 5.5 còn giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về da như là viêm da cơ địa, da vảy nến, chàm da, da mụn và những bệnh lý về da khác. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu và chứng nhận lâm sàng tại Đức. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm. Đầu tiên, làm ướt tay và lấy một lượng sản phẩm vừa phải sau đó dùng tay tạo bọt thật mịn. Tiếp theo, thoa bọt lên trán, hai vùng má và tập trung massage kỹ hai vùng cánh mũi nữa nhé. Các bạn đừng quên sự rửa mặt và tắm toàn thân Cebamax có thể dùng cho cả da mặt và tắm toàn thân luôn nha. Cuối cùng các bạn làm sạch da lại với nước Sữa rửa mặt và tắm toàn thân Max BH 5.5 đã có mặt tại các hệ thống siêu thị làm đẹp và các chuỗi cửa hàng nhà thuốc trên toàn quốc. Các bạn có thể liên hệ qua hotline 0905 223 817 hoặc comment bên dưới video để được tư vấn miễn phí nhé. Và trước khi kết thúc video, mình xin chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn tươi trẻ và có một làn da thật khỏe mạnh nhé. Dược mỹ phẩm Ceramax nhập khẩu 100% từ Đức.